À, con chào ông nha. Dạ. Dạ. À, thì con có nghe cái chị kia nói là mấy bữa này ông nghỉ bán vé số đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Ông nghỉ mười mấy ngày nữa rồi. Dạ. Ừ, rồi rồi bên chỗ phường họ hỗ trợ ông tiền chưa? Dạ bên hỗ trợ có. Bao nhiêu ông? Có mấy trăm à? 750 ha. Dạ. Dạ, vậy thì ông nhận được tiền rồi cũng mừng rồi. Dạ. Ông cho con hỏi ông là ông tên Tỷ đúng không? Tỷ, phải rồi. Gì Tỷ ông? Liêm Nhân Tỷ. Ông Liêm. Liêm Văn Tỷ. Dạ. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông? 92 à. 92 tuổi, trời ơi. 92 thì, tuổi. Bán số nuôi hai nhỏ, hai cháu ngoại. Cha dạ. Mẹ nó chết hết à. Cha mẹ mất hết. Thì con có nghe vậy đó mà con chưa biết hỏi, hỏi mấy đứa này chẳng biết. À, biết hết hả? Dạ. Thì con có nghe vậy, con chưa biết hoàn cảnh cụ thể như thế nào. Hôm nay tiền thể con đi ngang đây thì con ghé thăm ông. Rồi con hỏi kỹ hơn. Dạ. Vậy mấy hai cái người cháu ngoài ông hả? Cháu ngoài lớn tuổi chứ ông? Mới là ta 9 tuổi. 9 tuổi? Với nhiêu tuổi nữa ông? Hai đứa sinh đôi. À, sinh đôi. Dạ. Rồi giờ đâu rồi ông? Dạ, giờ chuyển bị cái vụ mùa ấy này. Mùa dịch đó hả? Quê với bà ngoại nó chứ. À, để bà ngoại chăm. Dạ. Dạ. Bà ngoại nó cũng bệnh đó. À, bà ngoại năm nay lớn tuổi chứ ông? Cũng 70 rồi. À, là bà ngoại trẻ hơn ha. Dạ. Là ông có bà ngoại đó, bà ngoại sau hay là sao ông? Bà ngoại sau. Dạ, còn bà ngoại trước chắc lớn rồi hả? Dạ, đó, thì con đoán vậy đó. Rồi bây giờ là ông đi bán vé số là có tiền là gửi về cho bà ngoại hay là nếu mà trước dịch là bà ngoại ở đấy luôn hả ông hả? Trước thì bà cũng ở đây mà lâu lâu cái bà đi về dưới thăm nhà, nhà dưới lần. Dạ. Đây là bà ngoại này là bà sau ông ha. Dạ. Rồi bà sau thì có con không ông? Con đứa con gái mất rồi đó, đứa nhỏ con gái. À đây là cháu ngoài sau đó hả? Sau dạ có một người duy nhất không thôi ông. Một người duy nhất thôi. Rồi con rể đâu ông? Rể nó cũng đi mất luôn. Mất khi hay là mà đóng cưới rồi nó ở đâu được mấy năm rồi là có bầu sinh hai thằng đó ra. Dạ. Thằng đó ra mới có hai mấy ngày cha nó bỏ đi về quê đâu lắc lắc mãi cứ vợ cái gì đâu mãi vậy. Là luôn. Biệt tích luôn. Biệt tích luôn. Dạ. Mà cũng còn số điện thoại đó nữa. Dạ. Mà là mẹ nó hai nhỏ mất rồi đó, điện kêu nó vô lặng lo cho con hai đứa nhỏ. Dạ. Cho nó ăn học rồi kia nọ nó không nhận. Không nhận hả? Có cưới hỏi đàng hoàng mà phải không? À, cưới hỏi đàng hoàng cái đãi khách nhà hàng nó đàng hoàng chứ. Dạ. Đúng rồi. Kỳ vậy nhỉ? Có lý do gì không ông? Cái đó là trong gia đình đó mình không hiểu đó. Có lý do gì mình không hiểu đó. Chứ mình hai đứa cái vậy thôi, hồi sinh nó ra tới giờ cha nó không có nhìn nữa, mình phải ôm mình nuôi nó thôi. Dạ, rồi cái gì mà con gái của ông là bị bệnh hay là sao mất vậy ông? Bệnh ung thư cổ. Ung thư hả? Dạ. À, hai ông nói hai cháu là 9 tuổi hả ông? Dạ. Rồi mẹ mất lâu chưa ông? Mẹ nó mất hồi mùng 1 tháng 3 năm rồi. À mùng vậy là mới mất năm rồi. Mới mất 1 năm. Dạ. Dạ. Ừ. Ông ơi cho con hỏi là bà ngoại bây giờ chăm hai đứa cháu là ở quê ở đâu ông? Quê ở dưới Hồng Ngự. Hồng Ngự Đồng Tháp ông ha? Dạ, đúng. Xã nào ông? Xã thì tôi không nhớ. Không có nhớ xã luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ bà ngoại ở với ai dưới vậy ông? Hai dạ, hai đứa nhỏ. Chỉ có bà ngoại với hai đứa ngoại thôi hả? Dạ. Dưới đó có làm gì không ông? Không. Đất đâu có là có cái nhà nhỏ ở đây. Vậy hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà dưới đó bà ngoại có số điện thoại không? Có. Dạ. Rồi có gì ông cho con số điện thoại nếu có dịp con về dưới con thăm hai cháu ha. Dạ. 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 Ông thuê phòng trọ đây bao nhiêu tháng ông? Dạ, tháng 1 triệu. Một tháng. Nước lâu rồi nọ cũng trả cho anh 1.2 triệu. À, điện nước xong là 1.2 triệu. Dạ. Số nào ông nhỉ? Số dưới này. Số dưới cùng ông ha? Dưới chồng 18. 18 hả? Cho con 10 cái. Là bà là tên Mai hả ông? Mai. Dạ. 0354166518 bà Mai. Dạ, rồi ông cắt đi ông. Dạ. Rồi là khi nào ông mới về dưới quê lần? Thường thường á? À, thường thường á thì không ít khi về chứ. Bởi dạ. Vì mình bán có tiền á, mình gửi xe. À, đò, gửi xe nó đò nó đem về. À, dạ. Xe khách đi về chứ. Chắc xe tỷ đồ đó ông ha? Đó, đó. Dạ. Xe Quang Tỷ á. Quang Tỷ, đúng rồi. À. Con nhớ mang máng xe đó đó, hay đi Hồng Ngự đó. À, đúng rồi. Dạ. Rồi về đó là nó đem đó vô luôn đó. Ha?
rồi điện bà ra bà. Bà ra lấy, bà ngoại ra lấy. Chà. Ừ. Hai cháu nó có được đi học không ông? Dạ. Sao không cho đi học tôi vậy nhỉ? Bởi vì hồi đó mẹ nó cứ dẫn đi chỗ này ở vài tháng cho kia, vài tháng cứ lưu linh vậy hoài, cái suốt đó chừng mẹ nó mất rồi đó là mới thấy mình. Dạ. Ừ, ông thường thường là hàng ngày ông bán vé số ở đâu ông? Ở bên tiệm bánh ABC. ABC đường ngoài này, đường đường Kinh Dương Vương này không hả? Dạ đúng rồi. À. Tiệm ABC nó chỗ như quán phở rồi một dãy gần đó đó, chỗ quận trở lại thôi, gần ủy ban quận không ha? À, chỗ quận trở lại thôi. Dạ là ông ngồi đó hay là ông đi không? À, đứng ở đó ngồi đó bán vậy thôi. Mấy giờ là ông ra bán? À, chiều quá thì rảnh cái số hôm 5 giờ ra ngoài đó bán. Bán đến tối không ha? Bán tới tối tới 8 giờ mấy. Dạ, rồi sáng ra bán nữa. Sáng ra bán nữa. Sáng chắc 6 giờ ông đi rồi à? Dạ. Cũng 6 7 giờ đi. Phải bây giờ đi bán đến trưa về hay sao không? Bán rồi chị chứ bán hết này mà 9 10 giờ ha này kia nọ cũng về nghỉ ngơi chứ không có bán tiếp. Dạ. Ừ. Ngày ông bán được 200 không? Hồi đó ông bán được 200 tờ không ông? 150. 150. Là tháng là được coi. 180. 180 dạ. À. Ăn uống chi phí kia nọ tiền tặng còn nhiều à, tháng đó. Được 5 triệu mấy ông ha. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi chắc ông phải xài hết tiền điện nước phòng trọ hết 1 triệu 2 rồi. Yeah. Phải xài nữa còn nhiêu là gửi về dưới cho bà ngoại. Gửi về dưới cho bà ngoại. Chưa bệnh hoạn này kia nọ nhiều khi mỏi mệt quá mình nghỉ 1 bữa 2 bữa vậy đó. Dạ. Yeah. 92 tuổi mà nhìn ông còn khỏe mạnh ha. Minh mẫn ghê luôn á. Dạ. Ông ơi hồi mà chưa đi bán vé số là mình làm nông hả ông? Hay là làm cá hay là làm gì? Lái xe. Lái xe ôm á ông hả? Không. Xe ô tô á. Xe ô tô á, xe khách á. À rồi lái xe khách. Đơn vị lái xe tải đi Huế cái này kia nọ. Dạ, vậy có lương không ông? Hồi đó đi thì có lương, vậy hồi lương hồi đó nó ít lâu quá rồi bây giờ. Dạ. Có mấy trăm mà. Vậy là ông có mấy đời vợ? Hai. Hai thôi. Rồi bà trước là có con không ông? Bà trước con hai thằng. Rồi giờ có phụng dưỡng gì cho ông không? Để dưới. Còn đứa con gái ở để dưới nó coi nhà. Ở dưới Tiền Giang á. Dạ. Tiền Giang ông hả? Tiền Giang, Vĩnh Viễn Kim, Tân Hòa mình á. À, Vĩnh Kim. Chỗ vú sữa. Dạ rồi con biết rồi. Để cái nhà đó. Vĩnh Kim đó là Châu Thành ông hả? Dạ, cũng ở quận à. Ở xã. Xã Vĩnh Kim mà huyện là huyện Châu Thành. Đúng à. Huyện Châu Thành Tiền Giang. Tiền Giang dạ. Cái đó là con gái ông ha? Dạ đó con gái. Con gái là dưới coi nhà. Coi nhà coi vườn. Dạ. Dạ. Không có vườn được nhé, coi nhà thôi rồi đi bán cũng bán với số mà. Nó, dạ. Nào nó rồi còn đâu còn người con nữa ông? Còn người nữa thì mất rồi. À vậy hả? Lần thứ hai mất rồi. Dạ. Rồi còn cái bên chỗ mà bên Hồng Ngự là bên vợ hai. Bên vợ thứ hai. Dạ. Ừ. Là gốc ông là ở chỗ Tiền Giang đó ha. Tiền Giang. Vĩnh Kim đó ha. Dạ. À, hiện giờ gia đình hậu khẩu này kia nọ gọi tại Vĩnh Kim. Dạ. Vậy là ông về đâu? Ông về bên Vĩnh Kim hay là về bên Hồng Ngự? Về Vĩnh Kim vài bữa nha, trong gia đình vài bữa rồi cái về Hồng Ngự vài bữa rồi bán tiếp. Dạ. Thăm cho một gia đình vậy là ngày đêm gì vậy. Dạ là đi thăm non cái vậy đó. Đâu dám ở lâu tiền đâu có anh xài. Dạ. Rồi ông lành tiền bữa nãy giờ ông lành bao lâu rồi, ông lành mấy ngày rồi? Đó này đâu có làm. Không, lành tiền của nhà nước hỗ trợ kìa ông. Ờ, mới lãnh hồi mới à. À mới lãnh hồi mới này luôn. Ở xã. Dạ. À, lên xã. Ủy ban chứ. Hả? Ủy ban chứ, lên ủy ban nhân dân xã chứ. Dạ, ủy ban nhân dân xã đó. Dạ. Nó mới lãnh xong rồi. Trời ơi, ông ở vậy có ai vô cho gạo cho đồ không? Cũng có, cũng người quen biết đó, bán lâu rồi đó, bán theo tiệm bánh đó, đem lại gửi đó cũng có. Dạ, gửi tiệm bánh cho ông. Dạ. À hay vậy. Rồi ông cho con hỏi ông đi làm về ăn uống là ông ăn ngoài luôn hay là ông nấu nướng? Dạ, đúng là lúc mà mình khỏe thì về nhà mình nấu mình ăn. Dạ. Hơi mệt quá thì mình ghé mình ăn câu rồi một tiếu hay cái gì đó. Dạ. Cho có nước ấy khỏe hả? Ừ. Thì thường thì ăn cơm nhà nó tốt hơn. Dạ, ăn cơm nhà tốt. Dạ. Ừ. Bị đồ lạc mà cái ngoài bán đồ nguội này kia nọ. Dạ. Không có được nóng như mình mà liền ăn liền đó, nó khỏe. Dạ. Ông ơi, ông cho con hỏi chuyện đời tư tiếu nha. Yeah. Là cái người mà con gái mà mất rồi đó ông. Yeah. Là của bà sau đó là cũng cùng là con ruột của ông luôn hả? Dạ. Yeah. Dạ. Rồi
Là hiện tại bây giờ ông chỉ còn một cái chì duy nhất là ở nơi chỗ Vĩnh Kim thôi. Vĩnh Kim thôi. Dạ. Yeah. Là chị có nói là ông về để chị chăm sóc rồi gì không? Có, rồi nó kêu về hoài chứ mình nói thôi hả. Để nó mặn thì nó sống nó, bởi vì nó có thật đi hơi cẳng, hơi cao thấp một chút vậy đó. Dạ. Với cái tay nó cầm nó quéo lại, nó buông gì. Dạ. Rồi giờ nó càng ngày càng lớn, nó càng giảm bớt. Chị đó cũng đi bán vé số luôn hả ông? Bán vé số. Rồi cháu ngoài chắc cũng còn đã đi học rồi. Ha. À dạ. Đứa con đứa cháu ngoại thằng trai á, lớn dạ, rồi. Dạ. Ừ. Còn hai đứa cháu ngoại này của bà sao? Dạ, bà sao thì hơi nhỏ. Dạ. Bây giờ chủ yếu là lo hai thằng đó thôi chứ còn à hai cái người cháu ngoại sau này là cùng con trai luôn ông ha? Trai hết. Dạ. Ừ. Ông ơi, ông có số điện thoại không? Dạ, có số điện thoại của bà. Số điện thoại ông á kìa. Số điện thoại thôi. Dạ. Đây là cái phòng trọ của ông Tị này cả nhà. Phòng nhỏ thôi, có chiều 2 à. Trên thì người ta để mấy tấm xốp cho nó đỡ nóng. Đây là đường gì có? Giống như là ông Hai Tị ở đây là ở nhà trọ của ai? Của ông Chính Cấp. Ông Chính Cấp? Ông Chính Nhái. Ông Chính Nhái hả? Dạ. À, Nhái chứ không phải Cấp. À, ông Chính Nhái ở không biết hẻm bao nhiêu nhỉ? Con coi giùm chú cái nha. À, để giới thiệu cái địa chỉ cho cả nhà luôn, ai có muốn thăm ông Tỷ. Ông ơi! Dạ. Ông có thôi ông ơi. Dạ. Dạ, ông có thôi ông. Dạ. Dạ. À, đây, con hôm nay con ghé con thăm ông ha. Dạ. Dạ. À, thì cảm ơn cậu nhiều quá. Dạ. Yeah, yeah. Có năm 532 xẹt 1 đường gì con? À thôi để chú coi được. Cảm ơn con nha. Chú. Yeah. À con xin lỗi ông. Hôm nay con ghé con thăm ông. Yeah. Thì nghe nói là ông là nuôi tới hai đứa cháu ngoại. Con nhỏ mà mẹ mất rồi. Yeah. À, thì mà đợt này bán vé số còn bị mất thu nhập á. Yeah. À, tại do ngưng bán vé số đợt. Yeah. Dịch này đó. À, thì con nghe một cái chị nào đó gọi điện cho con như vậy thì con hôm nay con ghé con thăm ông. Yeah. À, thì có cái số tiền 1 triệu đồng của cái anh Thông Tom ở bên Canada. Yeah. Dạ, anh gửi biếu cho ông. Yeah. À, để ông có tiền trang trải thêm. Yeah. Dạ, cũng như là san sẻ chia sẻ với ông trong cái lúc mà khó khăn này dịch bệnh vậy đó ông. Đây. Yeah. Con gửi cho ông nha. Dạ. Rồi, cảm ơn cậu với cảm ơn cái anh Thông Tom ở bên Canada. À, gửi cậu chuyển. Dạ, con kịp giúp thôi à. Dạ, chứ không phải của con. Dạ. Dạ. À, vậy thôi con ghé. Dạ. Hôm nay con ghé thăm ông vậy. Dạ. Thôi ha. Dạ. À, con chào ông nha. Rồi. Dạ, mai mốt ông đi bán vé số lại ngoài đó thì có gì con ghé. Dạ. Đó ông mua ủng hộ. Dạ. Dạ. Tôi bán rất sáng, chị bán đi tới đi lui chỗ mấy quán phở thôi. Dạ, vòng vòng đó thôi ha. Dạ. Tới với mấy ganh quận cái cửa đó trở lại quán hỏi người ta là người ta chỉ được. À, ông ha. Dạ, có. Dạ. Gì hỏi mấy quán đó không biết hết. Rồi con cảm ơn ông. Con. Dạ. Chào ông ha. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều. Đây cả nhà, đây cái địa chỉ cái phòng trọ của ông Tỷ là 532 xẹt 1 xẹt 106 xẹt 13. À, đường là khu y tế kỹ thuật cao, khu phố 4 phường Bình Trị Đông B quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Đây, đó, cả nhà tìm đến cái địa chỉ đó là vô cái hẻm này là hỏi. Vô cái hẻm phòng trò này là hỏi ông Tỷ thì người ta sẽ chỉ nhà chỗ trò của ông Tỷ.